Ok, hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Nguyễn Mẫn Gamer. Yeah. Ok, xin chào anh em. Vậy là lâu quá rồi à, Mẫn không có lái xe khách lại anh em. Và cái video lần trước anh em coi á, Mẫn mới trải nghiệm cái con xe là gì ta, coi coi, con xe bán tải là Wanver Pro anh em, là mình lái từ ở dưới miền quê về lại Sài Gòn vào ngày mùng 5 Tết, và giờ cũng khá lâu rồi đó. Và bây giờ Mẫn sẽ trở lại công việc thường ngày của Mẫn, đó là làm một cái tài xế xe khách. Và cụ thể ngày hôm nay là Mẫn sẽ đưa khách từ ở đây là ở đang Đồng Xoài anh em, Đồng Xoài Bình Phước, đi về bến xe miền Đông nha anh em, về thành phố Hồ Chí Minh đó, đưa khách từ Đồng Xoài Bình Phước về lại thành phố Hồ Chí Minh. Và nói luôn, đây là cái map Việt Nam và map độc quyền của bạn Phạm Thạch. Thì anh em nào muốn mua map thì Mẫn có để đường link ở phía dưới, hoặc là có thể là anh em liên hệ trực tiếp qua Facebook của Mẫn và Mẫn sẽ liên hệ với người bán map giúp cho anh em. Và chiếc xe này là cái chiếc xe Hyundai số 1 Việt Nam mà Mẫn đã từng trải nghiệm đó, từng review cho anh em, đó là cái con xe Hemco 2020 của Huế, và chủ mod là anh Trần Đinh Quốc An. Và anh em muốn mua thì cứ liên hệ qua Mẫn qua Facebook, vì Mẫn sẽ liên hệ với chủ mod mua giùm anh em nha. Ok, hoặc là anh em click cái đường link bên dưới cũng được. Ok, và hôm nay đây là cái hôm nay Mẫn muốn review một cái tool nữa anh em, đó là cái tool phụ kiện, tool training phụ kiện này anh em nhìn này nha. Đây đây, cái tool training phụ kiện là nó sẽ cho mình thêm những cái phụ kiện ở trong xe, hay là những cái đèn anh em chớp chớp như vậy đó anh em, đó, hay là những cái này là anh em, đó, những cái đèn chớp chớp như thế này đây đó, những cái đèn chớp chớp ở trong cabin rồi các kiểu á, thì đây là cái tool của anh Lâm Nguyễn. À, thì anh em nào muốn mua thì cứ liên hệ thôi. Ok, bây giờ thì chúng ta bắt đầu cái công việc chính của chúng ta thôi anh em, đó là Mẫn sẽ chở khách từ Đồng Xoài về lại thành phố Hồ Chí Minh anh em nha. Chặng đường chúng ta phải đi tổng cộng là 153 km anh em. Đây Mẫn mở map ra cho anh em coi nha, đây là map Việt Nam chính thức luôn, map Việt Nam chính thức chứ không phải là map bên nước ngoài anh em nha. Đó, đây là map từ Đồng Xoài nè, Mẫn chạy một đoạn rồi anh em, và bây giờ Mẫn từ Đồng Xoài là cũng ở đây gần đây rồi, và Mẫn về lại thành phố Hồ Chí Minh để đưa khách về bến xe miền Đông anh em nha. Chặng đường là 153 km, và hiện tại bây giờ là 17 giờ 15 phút rồi anh em, đó là 5 giờ chiều rồi. Chúng ta cũng tranh thủ đi về bến để nó trời tối thì kịp cho khách chúng ta có chỗ nghỉ ngơi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ vừa chạy và vừa review cái con xe này, cũng như review cái đoạn đường chúng ta đi nó có những cái gì anh em nha. Ok, bây giờ thì anh em cùng Mẫn chúng ta chở khách đi về bến xe miền Đông anh em nha. Ok, chúng ta let's go thôi anh em. Ok, chúng ta sẽ mời khách lên xe thôi nè anh em. Trời ơi, khách lên xe nhanh quá à, bấm một cái là nó bay lên xe luôn. Ok, và bây giờ là chúng ta sẽ đóng cửa lại nha anh em nha. À, Mẫn nói luôn, thì cái con xe hiện tại mà đây anh em, Mẫn nói luôn nha, cái con xe hiện tại mà Mẫn đang chuẩn bị chở khách đi về bến xe miền Đông đó anh em, thì anh em có thể thấy trước mặt rồi, đó là cái con xe Futa của Phương Trang anh em ha. Con Futa Spotlight của Phương Trang từ bến xe miền Đông đó đi Đà Nẵng, đó ra bến xe Đà Nẵng đó anh em, thì chúng ta đón khách dọc đường ở thành phố Bình Phước thôi chứ không có gì hết em nha. Đó, đây là con xe Futa Phương Trang. Con xe này khá là quen thuộc với anh em của chúng ta rồi, thì nó từ bến xe miền Tây miền Đông gì cũng có, nó là bá chủ thiên hạ rồi, bây giờ là không cần phải review nữa. Và cái biển số xe hôm nay đó chính là 59B56789, thì đây là cái biển số mà anh Trần Đinh Quốc An là anh chủ xe cũng làm theo cái gợi ý của Mẫn, đó là theo cái ý kiến của Mẫn trong cái comment, thì anh em làm tặng cho Mẫn nha. Đó, và Mẫn đã mod cái biển số thành biển số Việt Nam rồi, là có cái lá cờ Việt Nam với cái chấm chấm đó anh em. Đó, chiếc xe của hãng Hemco anh em nha. Đó, Futa Bus Line, thì Mẫn gắn thêm một cái map banner của Mẫn vô thôi.
À, ok, và bây giờ chúng ta nhìn sơ sơ chiếc xe thôi anh em. Đấy, chiếc xe nhìn khá là đẹp anh em nha, nhìn rất là chất luôn, cực kỳ chất. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lên đường thôi anh em. Khách đã lên xe rồi, mình nói nhiều quá xíu khách nó chửi. Hai anh em là cái lần để máy lên đường thôi anh em. Thôi, ok, let's go thôi. Chỗ này là cái chỗ trạm dừng chân anh em nha, cái trạm dừng chân, và bây giờ thì mình sẽ đi lên đường thôi. À, trạm dừng chân của chúng ta bây giờ thì chúng ta sẽ băng qua đường anh em. Cũng lâu lắm rồi đó là vẫn chưa có cầm lại cái con vu cái vu lăng này anh em, và chưa có lái con xe Beat. Hôm Tết thì mới lái thử nghiệm của bán tải thôi, và hôm nay cũng tranh thủ cái thời gian là cái map Việt Nam này nó cũng vừa mới ra thôi anh em. Bạn Thạch Phạm thì cũng vừa mới làm xong map Việt Nam này, và anh em nào muốn trải nghiệm thì cứ việc liên hệ bạn Thạch Phạm mua nha. Đó thì nó cũng vừa mới ra thôi, thì cái đoạn đường là từ Đồng Xoài Bình Phước về Hồ Chí Minh, nó là cái đoạn đường mới luôn anh em. Thì anh em tranh thủ mua, chúng ta có cái trải nghiệm trong xe chúng ta anh em nha. Phu ta thì là cái hãng xe nó quá là quen thuộc rồi, anh em chúng ta là không có cần phải kiểu như là đắn đo suy nghĩ về cái việc là con xe nó như thế nào nữa, nó kiểu là con xe này khá là quen thuộc với anh em chúng ta rồi, chúng ta thoải mái thôi. Một con xe là nó khá quen thuộc đó. Và cái chặng đường từ Bình Phước về Phố Chí Minh thì chúng ta thấy sự nó cũng không có phải là gọi là quá là ấy đâu nè, quá là khó chạy đâu, tại chúng ta đi đường quốc lộ mà. Hiện tại thì vẫn nói luôn, chúng ta cái map này nó phản ánh đúng ở ngoài đời so với chúng ta luôn. Thì hiện tại là cái map này là nó đang chạy trên quốc lộ 13 anh em, đây chính là cái quốc lộ 13 đó. Thì đi xíu để chúng ta về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ phải đi qua Bình Dương, đó là thành phố Thuận An ha, Thuận An Bình Dương đó, và đi qua cái trạm kiểm soát Lấy Thiêu anh em, Lấy Thiêu ha. Gì đây anh em, chở 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 bóp bóp gì đây chở cái bóp bóp gì à? Hiện tại thì cũng là 5 giờ chiều rồi nên xe thì chạy trên đường khá là nhiều anh em. À, xe chạy đường nó cũng không nó nổi nhiều lắm nha. Thì nói chung là cái bảng này á, là cái bảng của người Việt Nam mình tạo anh em, đó, của người Việt Nam mình tạo, cho nên là từ map Việt Nam, xe khách cũng là của người Việt Nam mình tạo, và tool niêm phụ kiện cũng là do Việt Nam mình tạo, cho nên nó phản ánh rất là đúng so với những cái map mà khác bên nước ngoài nha. Nghe là đoạn đường á, thì là đoạn đường làm đúng theo cái kiểu như là ở Việt Nam mình luôn. Đó, anh em không cần phải lo về cái đường nha, anh em nha. Đó. Nhà xe Phương Trang, một nhà xe gọi là nó gọi là khá là quen thuộc rồi, cho nên thì vẫn cũng sẽ không có review nhiều ha. Phương Trang thì nói chung là trên khắp mọi miền đất nước, từ bến xe miền Tây, nói chung là con Lamborghini màu cam anh em ơi. Đó, đây là thì nói chung là từ bến xe miền Tây chúng ta có thể đi Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau đó. Qua Long An tới Vĩnh Long, Cần Thơ, đó là chúng ta có thể đi bến xe miền Tây anh em nha. Nó sẽ chạy về tới Cà Mau luôn, là chúng ta có thể đi được từ bến xe miền Tây và đi chọn nhà xe Phương Trang. Đó, thì nhà xe Phương Trang. Rồi cái gì đây trời ơi, gì đây, gì đây, gì đây, gì đây. Ôi rồi ôi, ông kia bị bắt rồi. Thôi tiêu. Gần với tạm trú phí mà còn bị bắt nữa, thôi tiêu rồi, thua. Ấy, thì từ
cái gì vậy? Đấy, thì từ bến xe miền Tây đó anh em, em chọn bến xe xe Phương Trang và chúng ta cứ mua vé thôi nha. Một vé đi thì mọi người chắc tầm khoảng chừng đâu đó trăm mấy á, có thể là 150 đến 140 tùy thuộc nha. Tết thì lên tầm khoảng chừng 180, 190 thì bình thường. Đó. Thì Phương Trang thì cơ bản mà nói thiệt là nó chạy ẩu. Tại vì nó mua đường rồi anh em, mua đường hết rồi thì cái việc nó chạy ẩu là cái việc của nó. Cho nên mình không có thể cấm cản được anh em nha. Đó, cơ bản mà thấy là Phương Trang là thường thì nó chạy ẩu chứ nó không có chạy ấy đâu anh em. Đó, nhưng mà cũng tùy thuộc tài xế thôi. Đấy, nhưng mà tài xế Nguyễn Mẫn Gamer thì chắc chắn với một điều là chạy cực kỳ là ẩu. Không, nó chơi với anh em thôi chứ mình ở trên đường thì mình cứ nhẹ nhàng chân ga thôi anh em thì nó cũng sẽ tới. Với lại hồi nãy mình cũng chở nguyên bà con đi từ Bình Phước về Phố Hồ Chí Minh mà lỡ xe tai nạn rồi ăn nói thì sao, với nhà mấy cái ăn nói sao được với lại nhà cô ta đây. Đấy, cho nên thì anh em cứ yên tâm, mình sẽ không có chạy ẩu đâu. Mình chạy từ từ thôi. Giờ cũng 5 giờ rồi. Trời thì có đổ cơn mưa không, không sao mà cứ thế này. Thì từ đó giờ thì xe Phương Trang có lẽ là anh em có thể thấy là cái nhà xe Hamco thì hầu như là chưa có trên Phương Trang đâu anh em. Đa số là Thaco Mobihome 2019 hay là đời Thaco Mobihome cái đời 2016, 2017, 2015 đó anh em. Cái con xe mà cũng từng review trên kênh đúng rồi đó. Đó. Thì anh em sẽ thấy là Phương Trang. Còn cái con này thì vẫn vừa nhận xe của anh An cách đây cũng không lâu, tại mới làm cái clip review cho anh em á, cái clip mà mình đi xuống cái khám phá cái gì là cái map dưới đại dương đó anh em. Thì review con xe này là cái bản thử nghiệm đấy. Và bây giờ thì cái con xe này nó là cái bản chính thức đó. Và hôm Tết thì vẫn có đưa khách, đưa các anh công nhân từ xưởng đi thăm nhà máy trước khi mà làm việc đó anh em, thì cũng là đi con xe này. Nhưng mà cái skin khác thôi, cái skin màu xanh xanh nó đẹp đó. Thì cái bản là bản chính thức và cái bản này cũng là cái bản chính thức của con xe này luôn đó. Nói chung là anh đang làm mod khá là đẹp anh em, nói chung vẫn hài lòng, với rất là phải nói là rất là hài lòng và yên tâm luôn. Update thì không có lấy tiền và nói chung là luôn phát triển cái bản mod mình nó hoàn hảo nhất để gửi đến cho cái người chơi đấy. Còn anh em thấy ở trên đường thì có xe Việt Nam mình đó anh em, đây có xe Việt Nam mình nè, mấy chiếc này này thì đó là cái bản mod Traffic nha, chứ không phải tự nhiên mình có. Thì cái bản mod Traffic thì anh em có thể liên hệ, anh hãy đăng mua đấy vậy thôi chứ không có gì hết. Và anh em nhớ là hiện tại mình đang tới Bến Cát rồi nè anh em, tới Bến Cát là chúng mình chuẩn bị tới ở, mình đang ở bước vào cái thành phố Bình Dương rồi anh em, bước vào tới thành phố Bình Dương rồi nha. Đó anh biết thị thành phố Bến Cát là cái chỗ mà xa nhất ở Bình Dương đó, anh em có thể coi trên Google Maps nó là cái nơi xa nhất ở Bình Dương và mình đã tới Bến Cát đấy. À quên nữa, nãy vẫn chạy mà vẫn quên review cho anh em mấy con xe này. Thì thật sự thì cái con xe này đó thì vẫn sẽ review cho anh em như thế này đi nha. Nè anh em chịu khó xem một tí xíu, thì hồi nãy thay vì vẫn review từng từng ấy thì anh em nhìn 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 thấu ở bên trong cái con xe này đó, nhìn xuyên ở trong cái con xe này cho bạn nha. Thì á nó mấy cái phòng của nó chỉ là giường nằm bình thường thôi nha, cái giường nằm bình thường chứ chưa hề lên phòng VIP ha. Con này chưa lên phòng VIP anh em, và cái này, bản này chắc nằm khoảng chừng ba mươi mấy phòng á, ba mươi mấy đến 40, có thể 47 phòng cũng có nha, tại vì nó tới 3 tầng. Anh em đi xe Phương Trang là nó sẽ có 3 tầng đó, là mỗi một tầng nó có hai giường đó. Đó, mỗi một dãy là nó có hai giường, giường trên và giường dưới đó, và cái tầng ở giữa nữa đó. Và con xe này nó thì nó phản ánh chính thức nè anh em đó, nó phản ánh rất là đúng đối với những cái con xe mà chạy Phương Trang nha đó. Nó chỉ khác là nhà xe nó hiện đại hơn tí xíu là hai em cô thôi chứ không có gì hết đó anh em. Đó, thì vẫn review luôn đó, thì con xe này là phản ánh khá đúng về cái con nhà xe Phương Trang của chúng ta đó. Thì cái con xe này thì hôm bữa mà có nói anh An rồi và anh An cũng nói là sắp thời gian tới anh An cũng sẽ nâng cái con xe này lên cái bản là phòng VIP như con Thaco Mobihome mà vẫn từng chạy đó anh em. Đó là cái bản mà nó cho mình cái trải nghiệm là cái phòng VIP nâng lên, là mỗi một phòng thay vì nó chỉ có cái giường, thay vì nó có một cái giường với lại một cái chiếu mình đắp mình ngủ thôi
đó, cái mền đó anh em đi xe anh em thấy có cái chăn đắp ngủ với một chai nước suối với cái khăn khăn lạnh. Thì cái bảng kia, cái bảng mà lên hai mươi mấy phòng VIP đó anh em, thì ở đây nó sẽ có một cái bảng chỉ đồ này anh em. Ok anh em, thì ở cái phía bên đây đó là chúng ta này có cái bảng anh em, Cặp bên phía trái, mình để bên trái ba là số đi Thủ xe Dầu Một với trái. Thành phố Hồ Chí Minh nha, còn mình đi qua bên phải là mình sẽ đi Bến Cát, và bây giờ mình đi Thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ để bên trái anh em nha. Rẽ trái. Dễ trái ba ơi. Thôi. Ok, tranh thủ mình mở nhạc lên xíu. Xe nhiều quá anh em. Giờ 5 giờ chiều gì 8 giờ rồi, giờ 18 giờ 6 giờ mà xe đông ghê. Ok, mình để trái nha, mình đi mình Hồ Chí Minh anh em nha. Chạy ẩu sợ anh thấy không? Đèn xanh bên mình rồi nè, anh em Thủ Dầu Một anh em ơi. Ra Thủ Dầu Một nha, thành phố Thủ Dầu Một. Ok, ra mình tới mình đã đặt chân vô cái địa phận là Bình Dương rồi đó anh em. Đấy, xe đông quá này mình. Đây, trạm thu phí anh em. Rồi bị gì ta? Cái trạm thu phí này nó bị gì á anh em ơi, hồi nãy vẫn đặt chân vô mà nó không có cho qua. Trời ơi chỗ này nó bị gì á? Chắc bị lỗi rồi anh em. Sao bị lỗi không, do trạm thu phí mà do mình nha, bị lỗi. Đấy, quốc lộ 13 anh thấy không, mở review đúng mà, nãy giờ là chúng ta đang đi trên quốc lộ 13 ấy, mà cái chỗ này nó cho mình chạy có 20 km trên giờ thôi thì cũng đúng thôi anh em, cái chỗ này sao cho mình cho chạy hơn được. Ôi trời ơi, ôi ông kia ông quẹo mà ông chạy kiểu gì chả hiểu. Thì là chúng ta đang có mặt trên quốc lộ 13 anh em, và bây giờ là chúng ta sẽ tiến thẳng về bến xe miền Đông thôi. Ở vòng xoay, rẽ vào ngã thứ hai. Rời đường ngay.
Xe cảnh sát phía trước anh em ơi, mình phải chạy chậm chậm lại, cảnh sát nó phía trước rồi. Đây anh em, đây là Thuận An. Thuận An là thành phố Thuận An ở Bình Dương đó anh em. Bây giờ chúng ta qua Thuận An là chúng ta sẽ tới trạm thu phí Lấy Thiêu, rồi là chúng ta sẽ đi với quốc lộ 13 trên là chúng ta sẽ về được bến xe miền Đông nha. Đây trạm thu phí anh em ơi, qua luôn nào. Bây giờ là cũng 6 giờ mấy rồi đó anh em, mà đường nói chung là đường cũng vắng ha, không có đông xe. Chắc là hôm nay là không phải là cuối tuần anh em. Hôm nay đang là hôm nay thứ mấy mà heo. Ừ quên, nay thứ 6 anh em. Chưa phải là cuối tuần nha. Thì nhiều công ty là thứ 7 còn làm việc. Đó cho nên ta chắc là với lại mới qua Tết xong thì ta cũng không có đi về quê, cho nên cái việc chạy đường này hơi vắng anh em. Thôi kệ nó, hơi vắng thì mình chạy xe nó dễ thôi. Mình đạp ga từ thôi, không dám chạy nhanh nữa. Ôi cái ông nội này kìa, ông nội ơi. Đấy anh em không? Thì cái map Việt Nam thì do người Việt Nam mình tạo luôn, thì cho nên anh em nhìn anh em sẽ thấy nó phản ánh đúng ở ngoài đời, rất là giống, nó giống cái rùa mình đi ở ngoài đời nó cũng sẽ như vậy. Đó. 6 giờ ở thành phố lên đèn rồi anh em, thành phố lên đèn, thành phố đã lên đèn. Bây giờ hiện tại là bây giờ mình đã tới thành phố Hồ Chí Minh rồi anh em. Đấy mình tới thành phố Hồ Chí Minh rồi nè. Đó, đây là địa phận của thành phố Hồ Chí Minh anh em ơi. Đó, rồi bến xe mình vẫn biết sao Phương Trang đó. Bạn đã đến nơi an đấy, toàn. Anh Google nha, anh Google đấy. À, anh em thấy là biết xa đó, có cái cầu bắc ngang em đó là cầu cầu này là nếu mà nói đúng là như là cầu Bình Triệu anh em. Cầu Bình Triệu á, cái cầu mà để chúng ta qua cái cầu mà để chúng ta qua bên ấy đó anh em. Ok, không có xe lửa anh em ơi. Ôi, quen cảnh sát giao thông kìa. Ui rồi, ôi em đâu có làm gì đâu anh. Em đâu có làm gì đâu. Ui, em không làm gì nha. Em không làm gì hết. Ok, em làm gì hết. Mình chạy từ thôi, có làm gì đâu. Đâu có làm gì đâu phải sợ. Mình chạy từ thôi anh em. Đây chúng ta đang đi qua cầu Bình Triệu, ở đây là cầu Bình Triệu số 2 anh em. Cầu Bình Triệu phía bên tay, phía bên đây, phía bên trái là cầu Bình Triệu số 1, còn cái này là cầu Bình Triệu số 2 đấy.
Và bây giờ là chúng ta đang đặt chân đến điểm đích rồi anh em, là chúng ta gần tới bến xe miền Đông rồi anh em ạ. Gần tới bến xe miền Đông rồi. Xin okay. thông báo, này, xe sắp về bến cuối, bến xe miền Đông, xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi xuống xe. Chân thành cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại. Ok em, đó là mình vừa xuống cầu Bình Triệu nha, xuống cầu Bình Triệu 2 rồi, bây giờ là mình sẽ quanh vô bến xe miền Đông anh em. Ok, đây là bến xe miền Đông rồi anh em. Đây, nè, bến xe miền Đông, bây giờ chúng ta sẽ quanh vô bến xe miền Đông anh em nha. Đó anh thấy không, đây, bến xe miền Đông cổng số 1. Đây bến xe miền Đông cổng số 1 anh em nha. Giờ chúng ta sẽ tìm cái chỗ chúng ta đậu vô thôi anh em. Ok, mới sẽ qua phía bên kia nha. Đấy, bến xe có quá trời xe luôn nha anh em nha. Rất là nhiều xe, rất là nhiều xe, rất là nhiều xe. Xe đã đến bến cuối, bến xe miền Đông. Xin quý khách vui lòng chuẩn bị hành lý để okay, xuống bây giờ xe. Mình cảm sẽ ơn quý khách đây, đã đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp đổ lại. Ở đây nha, ok. Mình sẽ dành riêng cái chỗ này. Ép. Ok anh em, vậy là chúng ta đã đổ xe thành công rồi anh em ơi. Mở cửa ra cho quý khách xuống xe, quý khách xuống xe vui lòng xuống xe để mình tắt máy. Ok anh em, vậy là sau một cái chặng đường 153 km mà bây giờ thì chúng ta đã có mặt ở cái bến xe miền Đông rồi anh em. Đó, chúng ta đã có mặt ở bến xe miền Đông rồi và hành khách cũng đã xuống xe rồi anh em nha. Đấy, và không biết là hôm nay game nó bị cái gì mà quay mà nó bị lỗi hai lần, nó bị out ra hai lần luôn anh em, làm cho anh em coi nó sẽ hơi bị gián đoạn một xíu, nhưng anh em thông cảm vẫn nha. Thì đang vẫn xem xét lại rồi vẫn sẽ hôm nay chắc là nó hơi lỗi xíu thôi, nhưng mà clip lần sau thì chắc chắn là nó sẽ không lỗi nữa, và clip lần sau vẫn sẽ dùng con phương trang này tiếp tục nha. Nó sẽ dùng con phương trang này để mà mình sẽ tiếp tục chạy xe đó. Một chặng đường à, nói chung là không gian đang vất vả cho lắm, nhưng mà bị lỗi hoặc là đáng chiếc. Ok anh em, vậy là mình hoàn thành xong chuyến xe đầu tiên sau nhịp Tết mình chạy xe buýt anh em. Đó là nhà xe Phương Trang, và mình đã chở khách từ Đồng Xoài đi về lại bến xe miền Đông một cách an toàn nha anh em, không có bị tai nạn gì hết, nó chỉ bị hơi lỗi lỗi. Cái gì vậy? What? Ủa gì? Ơi cái gì vậy cho nội? Anh em nói mình đã đậu ở chỗ này rồi mà con. Ơ? Gì cha? Trời ơi. Mới biết lấy xe anh em ơi. Không thể ngờ được. Anh em thấy không, khúc cuối cùng còn bị tai nạn nữa rồi nó mới biết lấy xe. Ôi thôi 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 để vẫn à. Anh em chờ tí nào. Trời ơi. Lên 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 lên. Mẫn xin phép anh em, Mẫn sẽ đậu ở một chỗ an toàn hơn. Cái chỗ quần này nó bị gì anh em ơi?
ông nội kia chạy xe cứ quanh quanh vô đó đụng hoài luôn. Trời ơi, mới biết lái xe kiểu gì vậy trời. Chả hiểu lái xe kiểu gì nữa em. Ok, giờ chui vô đây là chắc là không có thằng nào vô đụng nữa rồi. Rồi, chui đây là ngon lành rồi anh em. Ok, ha, xong, rồi, đi là mình... Rồi ok rồi anh em ơi, vậy là mình nghĩ là chỗ này là mình đậu xe là nó an toàn rồi đó, nó không có bị cái tình trạng mà bị xe đâm nữa đâu anh em. Ok, thì đậu xe an toàn rồi thôi, thì hẹn gặp lại anh em ở video lần sau thôi. Video này nó hơi bị lỗi lỗi rồi, thì anh em coi nó hơi, anh em thông cảm nha. Video lần sau mình sẽ làm nó mượt mà hơn. Ok, bye bye anh em, rất cảm ơn anh em ủng hộ kênh của mình. Ai xem kênh mình lần đầu tiên thì nhớ cho mình một lượt like cũng như là đăng ký kênh nha anh em nha. Anh em muốn mình chạy chiếc xe nào thì cứ có yêu cầu thì cứ ấy thằng Mẫn nha. Ok anh em, bây giờ bye bye anh em thôi. À hi hi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và ích, kéo xuống dưới, nhấn vào nút màu đỏ để đăng ký kênh. Nhớ like và nhấn chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nhé. Bye bye.